Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới trên cả nước về việc chủ động phòng ngừa tình trạng ung tắc phương tiện đến kiểm định. Để chủ động phòng ngừa tình trạng ung tắc, Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các trung tâm đăng kiểm tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn chủ phương tiện đăng ký đặt lịch hẹn kiểm định trực tuyến qua ứng dụng của Cục để thuận lợi trong việc kiểm định, hạn chế việc phải chờ đợi gây ung tắc tại các trung tâm đăng kiểm. Trung tâm đăng kiểm chủ động hướng dẫn phân luồng, ưu tiên tạo thuận lợi cho các phương tiện đã đăng ký lịch hẹn trực tuyến. Vận động cán bộ, công nhân viên tăng ca, làm thêm giờ kể cả ngày nghỉ, ngày lễ để phục vụ người dân có trách nhiệm đảm bảo tốt nhất về điều kiện làm việc cũng như các chế độ đối với người lao động theo quy định.